Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé thăm kênh của mẹ Linh Nhân. Hôm nay có khách đặt mình một chiếc bánh kem hoa mini nên tiện thể mình quay lại cho mọi người cùng xem luôn nè. Mình đặt miếng lót silicone lên bàn xoay để cố định đáy bánh. Sau đó mình phủ một lớp kem lên trên để cố định cái lớp bạc bánh để cho nó đừng có sụp sịch á. Cứ giữa mỗi lớp bạc bánh mình cho thêm nhân thơm và một lớp kem. Cái cách làm nhân thơm thì video sau mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Có tổng cộng là 3 lớp nhân và 4 lớp bạc bánh như vậy. Sau khi đã làm từng lớp bánh, mình phủ lên một lớp kem trắng mỏng. Tác dụng của cái việc này là để làm đều hết cái phần thành bánh từ trên xuống dưới, cũng như là nó sẽ lấy đi hết cái bụng bánh mà nó rơi xung quanh đó, để lát nữa mình phủ kem màu lên nó không bị dính vào cái lớp kem bên ngoài. Mình lấy cái khăn mình làm sạch phần đế bánh và bàn xoay. Hôm nay mình pha màu kem theo các tông màu là xanh da trời, hồng và trắng. Ngoài ra còn có một ít màu xanh lá và nâu để làm lá với lại làm nhụy nè. Khi mình ra kem thành bánh thì mình cắt cái miệng túi cách tầm 7 ly thôi là vừa rồi. Khi ra kem thành bánh thì mình cần chú ý mình để yên cái tay bóp kem của mình, cái cùi chỏ mình để sát vào hông ha, đứng thẳng người, cùi chỏ để sát vào trong hông và vuông góc với thân người là 90 độ. Mình chỉ xoay cái bàn xoay thôi ha, cái bàn xoay nó vừa xoay thì cái tay mình để yên mình vừa bóp kem ra. Tại mình tua nhanh á, chứ mình làm chậm lắm mọi người. Mình dùng dao chà láng đặt giữa cái tâm bánh nè, nghiêng mặt dao 45 độ so với mặt bánh và hơi nhấn xuống một chút trong lớp cái bàn xoay nó đang xoay á. Mình để yên dao một chỗ thôi nha. Và khi thấy mặt bánh nó đã phẳng rồi thì giúp tay ra hướng dao lên trên một chút xíu khi mà cái bánh nó còn xoay. Phía dưới thành bánh thì mình dùng miếng chà láng, mình cũng áp vào nghiêng 45 độ so với thành bánh. Cái cạnh của miếng chà láng sẽ vuông góc với cái đế bánh nha. Mình cũng để yên tay khi bánh đang xoay luôn. Trời ơi, cái miếng chà láng của mình nó hơi bị cong nên cái thành bánh của mình nó cũng cong theo luôn á, mấy bạn có thấy không? Mình lấy lá bài để mình láng lại một lần nữa nè. Chỗ nào mà nó hơi bị lõm vào hoặc nó thiếu kem thì mình đắp thêm vào và mình láng lại lần cuối. Hôm nay mình đánh kem nó khi nó hết lạnh đó, cho nên là kem của mình nó hơi có hiện tượng vữa rồi. Buồn ghê luôn á. Mọi người tham khảo thêm cái cách đánh kem vừa chắc vừa dẻo, mình để phần link dưới phần mô tả nha. Mình để lá bài ngang với cái mặt bánh, vuốt nhẹ từ ngoài vào trong. Nhớ là vuốt phần kem thừa trên lá bài đi rồi hãy vuốt tiếp cái tiếp theo nha. Không biết các bạn có ai giống mình là sợ viết chữ lên mặt bánh kem sinh nhật không ha? Vì mình viết chữ cũng không có được đẹp á, nên lúc nào mình cũng sẽ tranh thủ viết chữ lên mặt bánh sau khi mà mình láng bánh xong. Để lỡ mà có viết hư á, thì có gì mình xóa đi mình viết lại được. Chứ mà mình trang trí hoa lá cành tùm lum lên rồi, cái mình viết lên cái chữ nó xấu á là không biết làm sao luôn á. Cái phần chữ viết là mình cũng dùng kem topping để mình viết luôn á mọi người. Phần chân bánh này các bạn thấy nó hơi bị lem không? Đừng có lo, mình đi một dòng chân bánh bằng các chấm kem lớn nhỏ xen kẽ. Nó sẽ ra một cái viền chân rất là dễ thương luôn, mà nó che được hết những cái phần mà mình nó kem nó bị lem bên ngoài á. Trên mặt bánh cũng vậy á, những chỗ không đều mình cũng sẽ đi một đường viền trang trí để che được hết. Nên là khi chà láng bạn cũng đừng có quá lo lắng khi mình láng chưa có đều ha. Tại vì việc mình lo lắng như vậy mình cứ láng đi láng lại nhiều lần á, vừa mất thời gian mà có khi còn vừa làm trôi hết kem mà nó không như ý mình nữa. Xin lỗi mọi người nha, cái khúc này độ sáng của máy mình để nhiều quá mà mình không hề hay biết luôn á, làm cháy khung hình rồi. Những cái chỗ xấu của đường viền lát nữa mình sẽ bắt hoa chèn lên. Nếu bạn nào thích đơn giản thì cái bánh để như vậy cũng rất là dễ thương rồi nha. Vì bánh là bánh mini nên mình dùng đuôi hồng thẳng xoay nhỏ để bắt hoa.
cho đuôi và kem vào túi. Trước khi bắt kem thì mình nên xoáy một lần cho kem nó đều lại ha. Xoắn miệng túi cho nó gọn lại để kem nó khỏi phải phì ra. Mình tạo cái đế hoa hình tròn này, sau đó bắt 5 cánh hoa ở cái lớp đầu tiên. Khi bắt hoa thì mình chỉ xoay cái dù thôi nha, chứ không có xoay cái tay bóp kem nha mọi người. Lớp thứ hai mình bắt chồng lên lớp thứ nhất, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng cánh hoa khác rất là dễ thương. Tiếp tục sẽ tạo nhụy hoa từ 3 màu nâu, xanh lá và trắng, nên những cái chỗ mà cánh hoa bị dày kem ra cũng sẽ được lấp đi hết, nên mọi người đừng có lo. Bắt 5 đến 4 hoa như vậy với hai tông màu hồng đậm và hồng nhạt mà mình pha ban đầu nha mọi người. Giờ mình bắt hoa hành đơn giản nè, bóp kem màu xanh thành một chấm tròn, rồi chấm kem trắng li ti lên xung quanh là xong rồi đó, thành một cái hoa hành rồi đó. Tại mình quay gần á chứ ở ngoài nó nhỏ xíu hà, mình cũng bắt 5 đến 4 cái hoa như vậy luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa hoa lên bánh. Hoa sẽ được đặt theo cụm và che đi những chỗ bị lỗi. Hoa màu đậm và hoa màu nhạt sẽ xen kẽ nhau. Trước khi mình cho hoa hành lên thì mình nên bơm thêm một ít kem trắng để làm đế cho hoa nó cao lên. Xéo hai bên miệng túi kem để làm đuôi lá, chêm lá vào những chỗ trống của hoa. Từ đầu đến giờ mọi người thấy mình chỉ sử dụng duy nhất có một cái đuôi hồng thẳng à, nên chiếc bánh này làm khá là dễ đối với các bạn mới á. Xong rồi đây, bánh nhỏ nhưng xinh xẻo ha. Giờ thì bỏ vào hộp thôi. À mà trước khi giao khách á, mọi người nhớ để làm ít nhất 2 tiếng đồng hồ nha, để kem nó được đứng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu thấy video của mình có một chút xíu gì đó hữu ích với mọi người, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.